Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng hơn về phía Đông, nên từ hôm nay Bắc Bộ sẽ bước vào một đợt nắng nóng trên diện rộng. Tuy nhiên, do cường độ của vùng thấp nóng không quá mạnh, nên đợt nóng này ở Bắc Bộ không quá gay gắt. Mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến dao động trong ngưỡng từ 35 cho tới 37 độ. Thời gian nóng trong ngày cũng sẽ tập trung từ 11 đến 15 giờ chiều. Sau 15 giờ chiều thì cường độ nắng giảm dần, nhiệt độ tại miền Bắc cũng hạ theo. Đến tối và đêm thì nhiệt độ sẽ hạ xuống dưới 30 độ, trời dịu mát về đêm. Dự báo đợt nóng này sẽ duy trì ở miền Bắc đến khoảng ngày 28 tháng 7. Từ đêm ngày 28 tới ngày 31 tháng 7, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ sẽ đón một đợt mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Do có mưa nên nền nhiệt tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ giảm nhẹ, nắng nóng chấm dứt. Đối với các tỉnh thành phố miền Trung, sự phát triển trở lại của vùng thấp nóng cũng tác động khiến cho nắng nóng quay trở lại tại các tỉnh Bắc và Trung Bộ. Trong ngày hôm nay, do các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Ngãi sẽ có xảy ra nắng nóng trên diện rộng, ngưỡng nhiệt dao động từ 35 cho tới 36 độ. Trong khi đó thì khu vực còn lại vùng từ Bình Định trở vào cho đến Bình Thuận không chịu tác động của vùng thấp nóng nên trời nắng nhưng cường độ không mạnh, nhiệt độ ở mức từ 33 tới 34 độ. Cảnh báo nắng nóng ở Bắc và Trung Trung Bộ sẽ kéo dài đến khoảng ngày 30 tháng 7. Trong khi đó từ ngày mai, một rãnh áp thấp có trục qua khu vực Nam Trung Bộ sẽ được hình thành. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp này sẽ khiến cho mưa tại các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận gia tăng hơn, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Thời gian mưa tập trung chính vào chiều tối và đêm. Ở phía Nam, sau 2 ngày giảm mưa dưới tác động của rãnh áp thấp có trục từ 6 tới 8 độ vĩ Bắc mới hình thành, thì từ chiều và tối mai, mưa rông sẽ xuất hiện trở lại tại khu vực Tây Nguyên, diễn mưa ở mức rải rác. Còn đối với các tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ, nơi chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp này đi qua thì sẽ có mưa ở nhiều nơi. Trong đó tại khu vực miền Tây Nam Bộ sẽ có những điểm mưa to từ 30 cho tới 50 mm. Mức nhiệt cao nhất ngày ở Tây Nguyên giảm xuống dưới ngưỡng 29 cho tới 31 độ. Còn với khu vực Nam Bộ thì nhiệt độ phổ biến từ 32 cho tới 33 độ. Một số nơi ở Đông Nam Bộ có thể cao hơn 34 độ. Đến với thời tiết trên biển, tại quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ dao động từ 27 đến 33 độ. Còn tại quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió rất mạnh, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, với nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.